ta sẽ di chuyển ca sĩ bí ẩn ra sân khấu. Trời, gió tới luôn hả? Wow. Oh. Wow. Chú cá ma ơi, giỏ chi bây giờ ra. Ủa sao ca sĩ mà gái diễn như diễn viên vậy? Em là con gái Huệ, chứ một chiếc lá vàng rơi em cũng sợ. Hết rồi. Hết rồi đó. Giọng hải vệ Huệ là rất là trầm mẫm mà đẹp. Đúng rồi. Hạt hay lắm. Em thấy không? Em thấy cái bờ lưng đó là em biết Long Nhật rồi đó. Nói tiếng Huế. Puka. Dạ. Ca sĩ á. Đổi đi. Em sợ quá à. Tại vì em thấy diễn giống như là diễn viên hài vậy đó. Chị này da trắng quá. Có quen ai da trắng không? Không, cái đó không phải da đâu. Hai cái áo á, cái áo nó có cái lớp thun á. Cái lớp da anh Long Nhật á. Ôi chị vẫn không nhìn sơ nào hả? Chúng ta có 3 giây quyết định điều đó. Sau khi sự thể hiện của Quốc Khánh để có thể giành được quyền ưu tiên đổi ca sĩ bí ẩn số 7 thì em với anh Tú đã quyết định không đổi, không đổi. Trời, cái gì vậy? Rồi xong. Quốc Khánh mất luôn quyền ưu tiên vậy luôn. Xong luôn. Khánh ơi, em là cái gì á? Chứ hôm nay vậy Khánh. Coi như này nào thì đội của em chỉ có 2 người thôi. Dạ. Em nghĩ là cách chơi em nên chia đôi cho 2 người này luôn. Là đẹp chương trình từ đầu đến cuối, em không tham gia gì hết. Như vậy đội khách không đổi, ca sĩ số 7 sẽ hát cho mọi người nghe nha. Bắt đầu. Chìm trong mùa đông nào đâu lối xa. Sao không nên yêu trong thời gian, giấc mơ nào ai cứ rơi. Ngày rồi tháng chờ mong giờ đây chẳng đi về đâu. Cứ sao anh không mang nỗi đau, tình yêu ngày xưa giờ đây với anh sao thật mong manh. Những dấu yêu trên môi đã xa, giấc mơ tình yêu của ngày hôm qua, em đâu cần chi thiết tha. Lần 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 đã, những lý do anh đã nói ra, tất cả chỉ là những lời dối trá anh trao đến em. Người ở anh là nghĩ anh là ai thế? Nghĩ sao mà em mang theo tái tê? Cuộc sống của em mình em mà thôi, em đâu cần ai dẫn lối. Người ơi xin đừng nghĩ anh là ai khác, trái tim của em sẽ quên anh rất nhanh. Gió bay mơ màng em quên anh nhẹ ra lấy nước cho uống đi. Giấc mơ tình yêu của ngày hôm qua, em đâu cần chi thiết tha. Lần 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 đã, những lý do anh đã nói ra, tất cả chỉ là những lời dối trá anh trao đến em. Người ở anh là nghĩ anh là ai thế? Nghĩ sao mà em mang theo tái tê? Cuộc sống của em mình em mà thôi, em đâu cần ai dẫn lối. Người ơi xin đừng nghĩ anh là ai khác, trái tim của em sẽ quên anh rất nhanh.
Ủa cuối cùng là hai bạn đó. Cảm ơn Vũ Đoàn. Hay ghê chị đó. Xin chia buồn với hai đứa nhỏ. Rồi, rất là dễ thương. Hồi nãy anh nói đổi đi, Vũ ca không đổi, thấy chưa? Sai lầm chưa? Sai lầm. Nhưng mà tại sao mình gắn bó với nhau ăn dầm nằm về cùng một phim mà hai em không nhận ra chị vậy? Tại vì chị ra, chị nói giọng Huế này kia nọ, chị diễn. Em mới nhìn ra được vóc dáng của chị chứ. Nghĩ sao vóc dáng em mà Diệt Hương nói là Long Nhật. Mà thật sự chị ơi, chị bước xuống đây rồi em vẫn chưa nhận ra chị là chị luôn á. Thì chị mới nói đó, hai em có tâm với người chị này lắm. Em. Nhưng mà Du ơi, em phải giới thiệu. Tại vì nãy giờ anh Hưng đang hỏi chị là em là ai. Dạ, thực sự thì như mọi người đã biết thì Miu làm khá là nhiều ngành nghề. Bên cạnh công việc là diễn viên thì ngoài ra thì em còn đang là giảng viên của trường đại học Hutech. Đó. Và trong năm vừa rồi thì có một cái sự kiện rất là đặc biệt trong cái sự nghiệp của em. Đó chính là em có ra mắt một cái MV. Đó là MV Anh Nghĩ Anh Là Ai, cũng là cái bài hát mà em vừa trình bày lúc nãy. Bây giờ nghe mọi người đang đợi một câu thôi. Miu đã ra mắt một cái MV. Nhưng mà được rồi, xong. Nhưng mà chỉ là cho vui thôi, chứ chưa có đi diễn chuyên nghiệp, cho nên là không phải là ca sĩ. Giới thiệu ca sĩ cho nó xỉu chơi đi trời ơi. Hát hay mà được, còn Miu giới thiệu ca sĩ cũng được nữa, giới thiệu lại đi. Không, nói thiệt, nếu như mà được tập luyện đó, có một cái người nào hướng dẫn nữa đó thì Miu cũng đủ sức có thể là làm ca sĩ được, đúng không anh Ba Ngọc Sơn? Đúng rồi, giọng hát nghe đẹp lắm, thất tiếng hát lên từng nghe một cái gì đó như một dòng sứ mát rất là dễ chịu. Quan trọng là cái hồn mà tôi rất là rung động trước cái bài hát của em. Chúc mừng em với tác phẩm vừa rồi. Dạ, em cảm ơn rất nhiều ạ. Và cũng chúc mừng cho đội khách không có đội ha. Rồi, cảm ơn Miu rất là nhiều. Dạ, hy vọng rằng tiếp tục em sẽ ra nhiều MV nữa. Cảm ơn Miu rất là nhiều.